Chứ mình bỏ bị đem về chứ anh em ăn chứ được. Không, bỏ bị rồi là không nay cho táo luôn. Ồ, nó mày rồi nó ém không cần lên người đâu phải về hỏi lại. Buông em luôn. Không có làm gì đâu, cho cái can của nó chứ. Ơi, tội nó nước không quan trọng đây nè, tội gì nữa. Ok, hay rồi, hay rồi. Chúc mừng Thủy đã đổi được nến ha. Thôi để tạm ra đằng sau vậy. Làm một nửa chín luôn á. Cứ thơi mạnh vào. Ơ sao cái này là nhìn nó buồn cười thế nhỉ? Bỏ đây. Em ơi cho anh hỏi sao cái này nó nhớt nhớt thế này? Mình nấu với cái nước với mình là nhớt. Cái thưởng thức là hậu sinh nhật của em, mà chúc mừng sinh nhật của bé Thủy là chính. Sinh nhật bé Thủy là ngày 10/9. Để lại chúc mừng sinh nhật chị nữa hả? Không được. Nó phải hơn đâu rồi. Bán số 10 đây mọi người, hôm nay anh Hương sẽ đi ăn ha. Ăn từ cái bán mới khai trương này, mới khai trương luôn này. Ồ, sẵn bàn luôn rồi. Bác ngửi cái gì đó. Đây là mọi người địa chỉ này. Số 10 Lý Thái Tổ nha. Số 10 Lý Thái Tổ, phường 6 Tuy Hòa. Này là đường đi ra Hùng Vương nè. Bây giờ Hương đang đợi để lấy bánh. Hôm nay tổ chức sinh nhật. Mọi người vô hết rồi. Có nhiều món lắm mọi người. Em thấy thành thế ở đây vậy. Hải sản cũng có. Đây nè. Trong ngàn con luôn rồi. Sinh nhật em. Qua 1 tháng rồi. Hôm nay là sinh nhật của anh Công Tư Nhiên. Đây. Anh Nam chụp với cả chị Trúc này. Rồi. Anh Nam. Em tuyên bố lý do xong rồi anh mới được thành anh đâu. Sinh nhật ơi. Lấy luôn. Ra bộ mắm kia mà. Em ơi, cá mắm không ấy, mắm không ấy, mắm trong ấy, mấy cô tỏi ra anh bóc. Cái bánh gì con siêu đi, được cái chữ gì tên? Ủa sao em ý kiến cái em Nguyên đấy? Mỏ nhọn, mỏ nhọn quá chị à, nhọn quá. Cái gì nhọn? Cái quạt kia nó bị. Anh làm nóng tay mà cố gắng nó giữ nha. Hôm nay sinh nhật mà có bông luôn kìa. Bông là mường đấy em, bông là mường. Hay quá. Trời, chúc mừng sinh nhật luôn chứ không bao giờ. Anh Nam ơi, hôm qua mấy anh em đi ra cái quán ăn mà anh giới thiệu ở gần Cây Trúc. Cái quán ở đường gì nhỉ? Cái gì thích nhỉ? Lương Tấn Thịnh à? Lương Tấn Thịnh à? Vâng. Ôi vậy là bông này là biết rồi sao luôn á. Hay quá. Nè. Sao biết? À đứng lên là chuyển hoành cái. Chị đứng lên chị trao thôi. Quán quen à? Vào giữa thôi này. Sao này người ta mượn mà mượn thiệt đúng thiệt luôn, vô tình. Ôi tụi qua mà ơi. Quá hay. Đây tiếp đây. Này bỏ hỏi ra là biết anh Dương. Anh Dương tặng em hả anh? Biết tuổi hả anh? Đây là bò trứng cá nè. Trời ơi anh Dương tặng mà không nói gì hết. Đúng. Anh cứ chối. Đúng rồi anh tặng rồi còn cứ chối. Có phải không? Ui, mẹ đang hoa mắt chóng mặt đi. Ở đâu? Bữa trước em có 183 triệu 8. Hỏi về lòng đạo em. Chưa hỏi đánh đạo bà được 3 hôm nữa về thì đánh đạo bà làm cái gì? Đúng rồi, đánh đổ đánh. Nó rất là đau từ đầu đường mà. Đúng rồi nha. Này là kích cầu do Việt Nam Airlines nó lỗ quá nè. Thì cắt cái điểm chết cực kỳ của đéo. Ngoài được cái món bánh tráng. Ra cà sữa hả? Là mình phải lên máy bay rồi mình mới được uống cà sữa nó đúng không? Con kia, con đây nè, con đây. Sao riêng em cứ nhìn vô cái ấy vậy em? Ủa sao bia chị màu nó là con bạc đá kìa? Không có sánh nhiều. Được, có thử giống cây nhà chị không? Đúng rồi, đúng rồi. Không giống thì thôi không ăn nữa. Em là em thôi, em cho em không dám ăn đâu. Em không dám ăn một miếng nào TikTok, luôn. TikTok. Đừng anh à, đừng nằm trong chén, đừng làm vậy anh à. Thôi có cái đầu. Đây cái mông của Hiên à. Bà vô. Hay là cứ ăn được phải luôn. Không nghĩ anh. Ủa anh nhớ mình cũng là lên cái nick của nó không đâu. Trời ơi, của con cũng được ăn vài hộp cơm gì à. Cơm chiên trứng nha. Trời ơi. Cái hàm là phát sinh. Nó bóp nó lộn ngon mà. Đầu nó ngon. Mỗi đứa con cua. Em ơi, lên đi à. Tiên ơi, đi đâu? Ôi, giờ đây Hương. Cái này là tôm quả, tôm mầm bông luôn mới ghê chứ. Mầm bông luôn nha, chứ không phải là bình thường nha. Hương tóc coi, dẹp cái gì vô bố cái này cho khách đi. Này là tôm hấp, hấp xệ nó hấp. Tử mời nó tử. Đấy là mời. Ai mua mùi này nữa. Cái này từ 10% chưa sắp 70% rồi. Đây anh thầy chén cho em. Ôi trời ơi. Nó to kinh khủng luôn á. Có gạch luôn. Rồi chiều sau ký cho mấy đâu. Em chỉ biết nhìn rồi anh à, chưa ăn cho nên là bây giờ mới được ăn nè. Tôi ăn giống vậy chứ lỡ, anh tưởng anh lỡ anh ăn bữa sau anh theo phải khổ đời em nữa. Khổ đời em. Rồi mời đi. Hàng này là hàng chính gốc rồi. Mời đúng rồi, tao mừng bông này nè. Mình mới được ăn. Wow, cái này là kiếm cái dĩa. Cái này là kiếm cái dĩa em ạ. Cho mấy cái dĩa nhỏ. Cho mấy cái điểm nhỏ em ơi. Tày quá. Sao cắt điện thoại không anh? Nó dính hết là dính rồi. Thôi đừng có ăn dĩa này nghe. Mai không đúng như ước vọng luôn đấy, đúng rồi, để cho đã được ăn tôm hùm ấy. Hồi nãy giờ em ướp chưa? Đâu phải tin nhận em đâu, anh em ướp miếng mà không được. Bởi vậy đúng ước vọng con thủy rồi đó. Wow. Dạ rồi em cảm ơn. Vậy là giờ thử phần chép rồi. Đây hết miếng cá hả? Đỡ uống. Hậu tình em miếng cá thôi. Trong vòng tiếng hồ nó chạy ra không đây nè. Không đưa con kia cho chị. Con nào mà nhỏ nhất á? Con này mà nhỏ nhất, hai con này nhỏ nhất. Con kia nhỏ hơn nữa không? Đây. Hai con đó thì nhỏ đấy. Đây bỏ ra đây. Sao đó? Con nào to hơn bỏ qua đây. Đây nè. Mình phải nắm gì mà được. Nó rất là dai nè, đúng rồi. Còn cái tôm hùm bông này nó dai lắm luôn này. Mà cái này là đúng là hấp theo kiểu mà vừa chín anh à. Cái gạch nó chưa. Thành phố mình là nếu mà xuống chút xíu là nó tính tiền triệu để làm cho mình. Anh chữ là anh làm cái là tiền trăm không chứ chưa đến tiền triệu. Bữa sau ăn nhậu gì cứ rủ gì chút đi nha. Ông mình giả đâu mình mời chị chút thôi. Con dài lắm luôn á. Này đúng là tôm tươi luôn nè. Cái này phải có muối của tôm mới chấm mới ngon nè. Ăn tôm ăn gì chứ Hương? Có muối tôm không em? Muối trắng hải sản ấy. Muối chấm hải sản đó. Giờ bữa ăn tôm ăn gì chứ? Lấy muối chấm hải sản. Em chỉ hồi giờ em chỉ ăn cái thân thôi à. Đó. Mẹ chưa? Em đừng có kêu mẹ giật mình đâu mẹ ngủ. Riêng cầu bột thịt luôn kìa. Đâu? Thịt có nam kìa. Tại lúc thịt của con, thịt của con to này như thế này. Cái này ăn được. Đó. Bà thử đi anh, khui lên đi. Ồ, nguyên cái cục thịt luôn nè. Chấm dưới... Cô này nãy giờ cái đỏ anh muối với vậy. Muối này sể. Giờ nó là ốc cơ rồi á. Anh lấy đi, ăn đi anh. Anh ra hút kia gì vậy? Thử đi, thử con này đi. Không hấp vừa vừa như vậy chắc ngọt nè. Thịt dai. Đây là bóc đi cái muối này. Cả một cục thịt luôn này. Này là đúng là tâm thương. Mình lăn liền tí ấy. Chúc mừng sinh nhật, chúc sức khỏe, chúc mình bỏ bị đem về chứ anh em ăn gì nữa. Ồ, nó mẹ rồi, nó ém không cần nữa, mình lo thôi về bỏ lại. Trời ơi, mày già, ước quân em luôn. Không có làm gì đâu, cho cái can của nó chứ. Thôi, tội nó... Chắc chị quay chắc luôn. Nếu không quan trọng đây nè, nó có gì vậy đấy. Em biết là con như chị. Ủa chị mà hay thế hả? Tiếp anh Nam là chị đó là chị hay là em? Chị. Đó là chị hả? Còn bé Út nữa, cũng tin. Bé Út nó cao lắm, nó cao gần 1m7.